Bạn nhỏ thân mến, chị là Hải Quỳnh, chị đến từ team học văn chị Hiên. Em đang được lắng nghe chuyên mục audio văn học dành riêng cho các bạn học sinh lớp 9. Trong phần audio ngày hôm nay, chị rất vui vì được tiếp tục chia sẻ cùng với các bạn những kiến thức liên quan đến tác phẩm Nói với con của nhà thơ Y Phương. Trong thi phẩm này, nếu như người cha là cầu nối giữa truyền thống quê hương với tiềm thức và ý thức của con, thì trong câu chuyện Thủ thị bên con ấy, người cha đã tự hào nói với con về sức sống bền bỉ, mãnh liệt, về truyền thống cao đẹp của quê hương, và cha mong ước con hãy kế tục xứng đáng truyền thống ấy. Người đồng mình thương lắm con ơi, cao đo nỗi buồn, xa nuôi chí lớn. Dẫu làm sao thì cha vẫn muốn sống trên đá không chê đá gập ghềnh, sống trong thung không chê thung nghèo đói, sống như sông như suối, lên thác xuống ghềnh, không lo cực nhọc. Người đồng mình là cha mẹ, những người thân thích, là đồng bào, là người cùng quê hương. Ba tiếng người đồng mình chân chất, mộc mạc mà sâu sắc quá, một cách gọi rất thân thương, trìu mến, một cách gọi rất Y Phương. Và lời tâm sự của người cha ấy cứ dần mở ra những phẩm chất cao đẹp của người đồng mình. Không gian sống của người đồng mình là trên đá, trong thung, điều kiện sống của người đồng mình còn đói nghèo, cực nhọc. Chính vì vậy, họ cùng khẳng định bản lĩnh sống của mình, truyền trao từ thế hệ này đến thế hệ khác, đến thế hệ cha, và cha mong muốn sẽ được tiếp tục nơi thế hệ con và tất cả thế hệ sau này. Phẩm chất của người đồng mình được hiện lên một cách rất cụ thể. Đó là những con người nhẫn nại, bền lòng, tâm hồn và ý chí được định lượng bởi những chiều kích lớn lao, cao đo nỗi buồn, xa nuôi chí lớn. Họ có lối sống thủy chung, ân nghĩa, lạc quan, chấp nhận khó khăn, vươn lên bằng bản lĩnh, sống che đá không che đá gập ghềnh, sống trong thung không che thung nghèo đói, sống như sông như suối, lên thác xuống ghềnh. Họ luôn giữ truyền thống tự lực tự cường, tuy thô sơ da thịt nhưng có hoài bão lớn, tự đục đá kê cao quê hương, còn quê hương thì làm phong tục. Câu thơ "Người đồng mình tự đục đá kê cao quê hương" có thể hiểu theo hai nghĩa. Bên cạnh nghĩa tả thực là miêu tả hành động đục đá thường thấy của người miền núi, thì sâu xa hơn, hình ảnh xuất hiện trong câu thơ còn ẩn dụ cho tinh thần tự tôn và ý thức bảo tồn cội nguồn của người đồng mình. Tầm vóc của quê hương được xây dựng, nâng đỡ và phát triển cũng xuất phát từ chính tinh thần tự lực, tự cường, chăm chỉ cần mẫn, vững chí, bền lòng. Bằng điệp từ, điệp ngữ, cách so sánh cụ thể kết hợp với kiểu câu ngắn dài khác nhau, lời tâm tình của người cha đã góp phần khẳng định người đồng mình tuy cuộc sống hôm nay còn vất vả, khó nhọc, lên thác xuống ghềnh, nhưng họ vẫn sống mạnh mẽ, khoáng đạt như sông như suối, bền bỉ gắn bó tha thiết với quê hương. Và cha mong con hãy nối tiếp những truyền thống ấy, con hãy sống có nghĩa tình, chung thủy với quê hương, biết chấp nhận và vượt qua những khó khăn thử thách bằng ý chí và niềm tin của mình, sống tự tôn, tự hào với những gì là vốn có trong con người mình. Niềm mong mỏi của cha đặt đẻ nơi con hay cũng chính là lời tự nhắc nhở của tác giả, bức thông điệp muốn gửi gắm tới độc giả cứ thế cất lên và để rồi lắng đọng trong những dòng thơ cuối. Con ơi, tuy thô sơ da thịt, lên đường không bao giờ nhỏ bé được, nghe con. Bốn dòng thơ với cách ngắt nhịp, ngắt dòng thật lạ, vừa nhẹ nhàng lại vừa bồi hồi, nghẹn ngào, xúc động. Trong lời tâm sự, dặn dò thân mật ấy, cha mong con hãy biết tự hào về truyền thống tốt đẹp của quê hương. Con hãy lấy những tình cảm đó làm chỗ dựa để vững bước trên đường đời. Hình ảnh thô sơ da thịt một lần nữa được lặp lại như muốn con khắc cốt ghi xương bản lĩnh cần cù, đôn hậu, dung dị của đồng bào. Người đồng mình tuy mộc mạc nhưng có lẽ sống cao đẹp. Trên đường đời con đi còn những chông gai, nhưng con hãy tự tin ngẩng cao đầu, sống cao thượng, tự trọng, không bao giờ nhỏ bé được, bởi sau lưng con còn có gia đình, quê hương, có truyền thống, phong tục ngàn đời làm điểm tựa. Bởi trong trái tim con sẵn ẩn chứa những phẩm chất quý báu của người đồng mình. Hai tiếng nghe con khép lại bài thơ chứa đựng tấm lòng yêu thương, niềm tin sâu nặng cha đặt vào nơi con. Hai tiếng ấy nhẹ nhàng mà âm vang sao xuyến, còn đọng lại mãi tới muôn thế hệ mai sau.
quả thực, nhà thơ Y Phương thấu hiểu và đã lột tả được tất cả cái hồn cốt trong văn hóa dân tộc mình. Nói với con hay chính là lời trao gửi tới thế hệ kế tiếp, nhà thơ muốn gửi gắm tới mai sau, ý thức bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống. Mỗi người hãy có ý thức trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Các em thân mến, vậy là thi phẩm Nói với con của nhà thơ Y Phương với mạch cảm xúc tự nhiên, sử dụng từ ngữ hình ảnh rất giàu sức gợi, với rất nhiều những biện pháp tu từ kết hợp cùng thể thơ tự do, những câu ngắn dài khác nhau đã góp phần thể hiện được đời sống tinh thần và phong cách sinh hoạt của người miền núi. Giọng thơ rất tha thiết, trìu mến, lúc bay bổng nhẹ nhàng, lúc rành giọt khúc chiết, tạo sự cộng hưởng hài hòa với những cung bậc tình cảm. Bố cục thơ thì chặt chẽ, từ ngữ giản dị mộc mạc như lời ăn tiếng nói thường ngày của người dân miền núi. Toàn bộ thi phẩm đã đem đến cho chúng ta một cách hiểu nữa về những tình cảm vốn rất giản dị và chân thành chảy trong trái tim của mỗi người. Đó chính là tình cảm đối với gia đình, đối với quê hương, phải không nào các em? Chị mong rằng với phần audio nho nhỏ này, các em sẽ có thêm những giây phút cảm nhận thật sâu sắc về tác phẩm Nói với con của nhà thơ Y Phương. Mong rằng các em sẽ thêm yêu mến thi phẩm này và sẽ có một quá trình học môn văn bổ ích và lý thú hơn. Cảm ơn các em rất nhiều vì đã lắng nghe audio ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các em ở trong những audio về các tác phẩm tiếp theo.